Báo tin ngày hôm nay khá là gay cấn nên các quý vị cứ dành thời gian thoải mái để mà lắng nghe nhé. Đặc biệt là có những chủ đề nó liên quan đến cái sự bận tâm đến cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Đặc biệt là liên quan đến Trung Quốc. Thì nói Trung Quốc thì đối với Việt Nam chúng ta nó không xa lạ gì hết. Có thể nói là về lịch sử Việt Nam với Trung Quốc thì chúng ta đã quá quen thuộc. Vì chúng ta đã bị Trung Quốc đô hộ cả ngàn năm mà. Đúng không? Nên là chúng ta đã hiểu rõ được rất là nhiều cái đường lối đi và cái cách sống, cái suy nghĩ của chánh quyền của Trung Quốc. Và nó thực tế người Việt Nam chúng ta, chính thâm tâm người Việt Nam chúng ta thì người ta chúng ta không ưa lắm, nói thật không ưa lắm. Không ưa cái đường lối chánh trị của Trung Quốc lắm. À, người chánh phủ của Việt Nam thì chúng ta biết đem một cái bang giao khá tốt đẹp với Trung Quốc, nhưng đó là chánh phủ. Còn nguyên tinh là 90 mấy triệu dân Việt Nam chúng ta đâu đó chúng ta đều e ngại và rất là lo lắng với cái tình trạng chánh trị của Trung Quốc đang có những cái xu hướng mạnh trướng. Và chúng ta đã thấy rõ qua những cái hành động ở tại Biển Đông và nhiều khu vực khác. Và nói Trung Quốc thì chúng ta không tin tưởng. Nhưng mà chúng ta biết thôi, mấy ông Trung Đông làm gì biết. Chắc quý vị biết là mấy ông Trung Đông làm gì biết, đặc biệt là Iran. Khi lúc đó bây giờ chắc quý vị cũng biết là Iran và Trung Quốc là cái đối tác hàng đầu. Đối tác hàng đầu. Iran tin tưởng hoàn toàn về Trung Quốc. Sự ban giao thân thiện trong thời gian vừa qua giữa Iran và Trung Quốc thì Nguyên nghĩ là chúng ta không cần nói, chúng ta đều biết. Có thể là Iran đã bị cô lập, Iran vẫn có thể đủ khả năng cái nền kinh tế ổn định và cũng có thể đủ khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, phần lớn là nhờ Trung Quốc. Và có thể nói là Iran đã đặt hết niềm tin vào Trung Quốc và tin tưởng rằng đây là một cái đồng minh, một đồng minh, một anh em không bao giờ phản bội mình đâu. Nhưng đâu có biết được bữa nay Trung Quốc đã đâm một cái dao sau lưng Iran, một cái dao rất là đớn đau. Và Nguyên phải đặt cái tựa đề là phản bội. Nguyên đã nói thường với cô chú anh chị em là kẻ thù mạnh cách mấy Nguyên không có sợ. Nguyên đánh không lợi Nguyên chạy được mà. Đúng không? Nhiều khi còn Nguyên còn khôn, Nguyên quánh một cái Nguyên chạy trước nữa. Bởi vì mình biết kẻ thù mình mạnh, mình đánh không lợi thì mình chạy. Nhưng mình sợ nhất là chiến hữu sau lưng. Vì chiến hữu sau lưng mà có thể phản bội mình thì mình đỡ không kịp. Thì ngày hôm nay cái sự đớn đau của Iran như thế nào cho Nguyên kể cho các quý vị nghe. Để cho Nguyên chỉnh cái live chat. Cách đây vài ngày thì Trung Quốc đã mời phái đoàn của UEV, có nghĩa là Ả Rập Thống Nhất, đến đất nước Trung Quốc để mà bàn thảo. Thì các quý vị cũng biết là ở đất nước Trung Đông á, ở khu vực đó nó có những sự tranh chấp, đặc biệt là giữa Iran và Ả Rập Thống Nhất. Nó có nhiều vùng đất, nó có nhiều hòn đảo và họ vẫn nằm trong cái sự việc là tranh chấp lẫn nhau. Thì ngày hôm nay đó, chính phủ của Trung Quốc đã thừa nhận những cái khu vực tranh chấp giữa hai quốc gia là Iran và Ả Rập Thống Nhất, cái vùng đất này là của Ả Rập Thống Nhất chứ không phải là của Iran. Khi lúc đó Iran hiện bây giờ vẫn đang quản lý ở khu vực này, đã được nhiều năm vừa qua. Không biết là giữa ông Trung Quốc và ông Ả Rập Thống Nhất đã thỏa thuận như cái gì, nhưng mà Trung Quốc đã ủng hộ cái khu vực tranh chấp là của Ả Rập Thống Nhất. Và cái điều này là một cái bắt tay rất là lớn, để cũng một bài học rằng là đối với chánh trị không bao giờ có đồng minh và chỉ có lợi ích. Đối với chánh trị chỉ có lợi ích chứ chẳng bao giờ có đồng minh. Khi lợi ích nó đưa vô cái cán cân quân sự, thì nếu UAV cho lợi ích cho Trung Quốc nhiều hơn, Trung Quốc sẽ sẵn sàng quay lưng lại với Iran ngay lập tức. Trung Quốc sẽ sẵn sàng ủng hộ UAV, những cái vùng đất tranh chấp giữa Iran thuộc về của UAV. Đó các quý vị, cuộc đời nó là như vậy đấy. Đấy, đây có thể nói Nguyên nói là chưa bao giờ có trong thời gian vừa qua. Nhưng nó cũng đã chứng minh cho một lần nữa là Trung Quốc có thể lật lọng đến cả đồng minh thân của mình, muốn lật chỗ nào Trung Quốc lật. Mà trong quá khứ Trung Quốc đã làm với Việt Nam và với Nga. Trung Quốc đã làm UAV, không phải là Ả Rập Thống Nhất, chắc là Nguyên phiên dịch sai nha. UAV tiếng Việt Nam mình nó là như thế nào? Nếu các quý vị có thể là Nguyên phiên dịch sai,
Tại vì các vị cũng biết là nhiều khi cái ngôn từ Việt Nam của Nguyên về đất nước, Nguyên phiên dịch nó không chính xác. Nếu Nguyên không chính xác thì các quý vị chỉnh sửa lại dùm. Cảm ơn nhiều. Để chú Nguyên tiếp tục cái bản tin mà chúng ta tiếp tục cái nói như cái sự, để chúng ta thấy rõ được á, là cái sự việc nó rất là rõ. Trung Quốc có thể lật lọng trong quá khứ với Việt Nam. Chúng ta đều nhớ là Trung Quốc là đồng minh thân của Nga trong thời điểm đó. Sau đó Mỹ bắt tay với Trung Quốc là ngay lập tức Trung Quốc chuyển sang coi Nga là kẻ thù. Và Trung Quốc lúc thời điểm đó cũng là thân với Việt Nam chúng ta. Khi hành động của Việt Nam chúng ta đứng về phía Nga, ngay lập tức năm 1979 Trung Quốc đã đánh Việt Nam liền. Có thể nói đối với Trung Quốc chẳng có ai là bạn cả, chỉ có lợi ích, chỉ có lợi ích. Và cái điều đó thì ngày hôm nay thì Iran đã học một cái bài học đớn đau, đớn đau và đau đớn các quý vị. Nguyên phải nói thực tế mà. Và cái điều này để cho Iran hiểu rõ được cái bản chất, và từ đó tới giờ Nguyên nghĩ là ít có ai hiểu, ít có ai hiểu, ít có ai hiểu. Bởi vì mình là người Á Châu đó, mình đã hiểu Trung Quốc quá nhiều, vì chúng ta có một cái lịch sử quá dài và chúng ta tiếp cận họ quá. Nhưng mà mấy ông châu Âu đó có biết, Nguyên nói thật luôn, trong cặp mắt người châu Âu đó, họ thấy cái đường lối của Trung Quốc, họ chỉ nói Trung Quốc là cái quốc gia lúc nào cũng hài hòa, thích yêu hòa bình, không thích chiến tranh, Trung Quốc như thế này, như thế kia. Nhưng thực tế họ đâu có biết là Trung Quốc là kẻ âm mưu đằng sau bức tường chính trị và giật dây khắp nơi trên thế giới, và tạo ra những cái khủng hoảng từ kinh tế đến quân sự để Trung Quốc có lợi. Và ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ được cái bước đi táo bạo của Trung Quốc đã bắt tay với UAV và đã quay lưng lại với đồng minh Iran của mình. Biến cố Iran xảy ra nhiều chuyện lắm. Các vị biết không lâu trước đây thì tổng thống Iran đã tử vong, đúng không? Thì bữa nay thì thêm một cái cố vấn của Iran đã chết ở tại Syria. Hiện bây giờ cái chết của cố vấn của Iran vẫn chưa rõ. Đây là một cái cuộc ám sát tấn công đến từ Do Thái hay là một cái vấn đề nào đó hiện bây giờ chưa rõ, nhưng họ tình nghi là do Do Thái là thủ phạm. Tình trạng chính trị của Iran ngày hôm nay khá là phức tạp. Có nhiều tin đồn, tin đoán. Cái lý do giữa Iran và Trung Quốc đã xảy ra mâu thuẫn là bởi vì gần đây nhất thì những cái lệnh sát của Trung Quốc kêu Iran phải có những hành động cụ thể như thế này, như thế kia, mà Iran đã không thực thi theo lời hứa. Đó. Có nghĩa là nói chung chung là ông Trung Quốc đã ra lệnh cho Iran làm cái gì đó, nhưng Iran đã phản bác và không làm. Đó. Nên là đã dẫn đến cái cuộc mà Trung Quốc đã lựa chọn một đồng minh khác, cũng là cảnh cáo Iran rằng các anh đã không nghe lời tôi thì tôi sẽ bắt tay với kẻ địch của các anh. Đây là một cái bản tin mà Nguyên thấy là khá là gây sốc của ngày hôm nay, đang làm khá là chấn động, để chúng ta thấy rõ được là đồng minh tứ đại, kêu là tứ đại độc tài đang có sự xích mích trong nội bộ. Đó tại sao Nguyên nói giữa Nga và Trung Quốc đang bắt tay bây giờ với nhau khá là thân thiện, đúng không? Nhưng đối với Nguyên nó chỉ là bằng mặt chứ không bằng lòng. Và cái cuộc bắt tay này nó cũng là cái bắt tay lợi ích, nó chẳng có tình nghĩa gì hết á. Nó chỉ là một cái bắt tay lợi ích và quyền lợi. Và Trung Quốc sẽ sẵn sàng đánh đổi để trở mặt với Nga nếu quyền lợi cho nhiều hơn. Và cái điều đó Nguyên nghĩ là Putin thừa biết điều đó. Putin thừa biết điều đó. Chắc quý vị nha. Putin thừa biết điều đó của chú và anh chị em. Nên là cái điều đó thì Nguyên nói thật chứ kêu chú anh chị em là chúng ta biết rõ được là cái cách chính trị của Trung Quốc là một cái cách trị không thể tin tưởng được. Và đối đây Nguyên nói cho gửi thông điệp cho bà con, cô bác, anh chị em, người Việt Nam và mấy bác cán bộ Việt Nam. Bắt tay với Trung Quốc, nó là cái con dao, nó kề vào cổ của chúng ta. Chúng ta không bao giờ biết chừng nào Trung Quốc nó sẽ phản bội mình. Và cái lý tưởng của Trung Quốc nó không có cái lý tưởng. Trung Quốc chỉ có lợi ích và quyền lợi. Nên cái điều đó phải thận trọng. Phải thận trọng. Đây là bản tin đầu tiên khá là hấp dẫn và Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị trong bản tin. Bản tin thứ hai, sẵn tiện chúng ta nói Trung Quốc và những quốc gia độc tài thì cho Nguyên mạng phép chia sẻ cái quốc gia độc tài kế bên, đó là Bắc Triều Tiên. Các quý vị biết gần đây Bắc Triều Tiên đã tấn công vào Nam Hàn với những vũ khí sinh học đáng sợ nhất.
Và cái thống kê cho biết ngày hôm nay cuộc tấn công vào Nam Hàn với cái trọng lượng tổng cộng là 15 tấn phân và gác trộn chung. 15 tấn. Nguyên không biết là hiện bây giờ Bắc Hàn bây giờ nó không còn thùng gác hay chăng? Hay là bây giờ gác của Bắc Hàn nhiều quá không cách nào tiêu hủy? Nên là họ mới đem qua gửi bằng bong bóng. Họ gửi hàng loạt bong bóng chở những tấn gác bay trên lãnh thổ của Nam Hàn và họ thả xuống. Tất nhiên là Bắc Hàn, Nam Hàn họ bắn thì gớt xuống là phân cái gác không. Theo những nhà nghiên cứu khoa học, trong đó thì gác tập thể và cả luôn phân động vật và phân người. Phân động vật và phân người. Thì đây là một cái câu hỏi Nguyên không hiểu là Bắc Hàn đang muốn khiêu khích Nam Hàn, thăm dò khả năng phòng thủ của Nam Hàn, hay là bởi vì cái tình trạng gác gưới ở Nam Hàn quá nhiều và tiêu hủy không được. Tình trạng như thế nào thì không rõ. Thì các vị cũng biết là tại Bắc Hàn là tất cả thông tin đó, nó đều bế tắc. Tất cả thông tin nó đều bế tắc. Chúng ta không có quay được. Chúng ta cũng không biết thực tế là người Bắc Hàn sống như thế nào. Bởi vì không có báo chí. Bắc Hàn không có báo chí. Không có thông tin báo chí độc lập, không có thông tin gì hết. Hoàn toàn một cái quốc gia đóng kín và hoàn toàn hình như là không có khách du lịch. Có số lượng khách du lịch nhưng mà ít, một năm số lượng chưa đến 100 người và phải đi kiểm duyệt rất là khắt khe. Nên là chúng ta không biết bây giờ gác ở Nam Hàn nhiều lắm hay sao? Và bây giờ phải mất mộ mà phải đem qua bên Bắc Hàn, gác của Bắc Hàn nhiều lắm phải sao? Phải bắt buộc gửi qua Nam Hàn 15 tấn tổng cộng. Đã làm cho chính phủ của Nam Hàn phải nổi giận. Ngày hôm nay chính phủ của Nam Hàn đã công bố chính thức là cái đường dây ngoại giao của hai quốc gia từ giây phút này sẽ chấm dứt. Không có bất cứ một cái sự liên hệ nào nữa. Tất cả những văn phòng làm việc giữa Bắc và Nam Hàn sẽ đóng. Và không có bất cứ một cái giao tiếp nào hết với cả hai quốc gia. Thì Nguyên cũng không biết là tình trạng của Kim Jong-un như thế nào. Ăn nhiều quá, xả nhiều quá hay sao mà cần phải đem qua bên kia để mà xả. Nhiều khi Nguyên nói với các quý vị là cái đầu óc của Kim Jong-un á, chúng ta cũng đỡ không kịp, chúng ta cũng đoán không ra. Nên là nhiều khi cái hành động của Kim Jong-un nó cũng lạ lắm, mở nhiều hơn não nó cũng khổ lắm. Thì cái điều này là đây là một cái cuộc mà cái là cái cuộc sự việc mà chưa bao giờ có cái sự hai quốc gia. Khi lúc đó thì chúng ta đều biết đất nước Bắc Hàn đang gặp khó khăn về nền kinh tế. Khi lúc đó chúng ta đều biết là Bắc Hàn là có nhiều năm còn phải đói, dân phải đói cả triệu người dân nhiều khi nằm trong hãng đói và tử vong. Nhiều khi Nam Hàn còn phải gửi gạo, gửi lương thực để mà yểm trợ cho người dân Bắc Hàn bằng cách là thả ở dưới bờ sông, trôi xuống Bắc Hàn để cho Bắc Hàn lụm để mà có thể có người dân có lương thực ăn. Khi lúc đó thì Nam Hàn gửi lương thực thì Bắc Hàn ngược lại là gửi gác và phân để đáp trả trở lại. Sẵn tiện tới đây thì nói về Bắc Hàn rồi thì cho Nguyên mạng phép cập nhật một bản tin vui cho Nam Hàn dành cho tất cả những người dân Nam Hàn sẽ có tin vui. Ngày hôm qua thì chính phủ của Nam Hàn đã công bố chính thức, chúng ta biết là họ đã khai được, tìm ra được một cái mỏ dầu hỏa và khí ga ở cặp ven biển của họ. Cái quy mô lớn như thế nào thì không rõ, nhưng mà họ nói là họ đã tìm ra được một cái nơi dầu mỏ, dầu và khí ga. Thì đây có thể nói là giàu rồi cộng thêm giàu nữa. Có thể là bởi vì cái sự tìm kiếm khai thác tài nguyên mà dẫn đến Bắc Hàn ganh tị chăng, nên là mới dẫn đến mà trội phân qua bên bển. Nhưng mà Nam Hàn thì không biết, thì họ sắp sửa giàu nữa rồi. Cái kiểu này là mai mốt Nam Hàn sẽ khai thác dầu hỏa và khí ga nữa. Ây da. Thì mai mốt Nam Hàn đã trúng mánh nữa rồi các quý vị. Trúng mánh nữa rồi. Và không biết là sau này thì cái sự việc nó như thế nào. Nhưng mà hiện bây giờ thì Nam Hàn thì họ giống như là họ trúng số lô tô vậy đó. Trúng số độc đắc. Tất nhiên là hiện bây giờ chưa có biết được là cái sự khả năng tài nguyên ở dưới là bao nhiêu. Thì các quý vị biết là tùy chỗ có tổ thì có nhiều, có chỗ ít. Thì hiện bây giờ không biết. Nhưng mà Nam Hàn họ nói là họ đã tìm ra được. Và trong những ngày kế tiếp họ sẽ đưa ra trong vấn đề khai thác, nghiên cứu khai thác tài nguyên này. Thì có thể nói là đối với Nam Hàn là không có cái gì mà tuyệt vời bằng hết. Vì họ đã giàu rồi, bây giờ họ có tài nguyên họ giàu nữa. Thì đất nước của họ sẽ không thiếu tài nguyên
không sợ phải cần mua dầu hỏa, khí dậu lên vân vân, họ có thể khai thác được, và nó sẽ dẫn đến cái nền kinh tế của Nam Hàn phát triển càng tốt hơn nữa, đây là một cái điều khá là tốt cho Nam Hàn, các cô chú anh chị em. Nhưng mà Trung Nguyên khẳng định một câu là không phải nước nào có tài nguyên thì người dân chúng ta cũng hưởng lợi đâu nha. Thí dụ như là Venezuela bán dầu quá trời đó, nhưng mà dân cũng nghèo mà, đúng không? Venezuela đó dầu quả cả đống, dân có giàu đâu. Điển hình Việt Nam chúng ta cũng khai thác dầu quả đó, chúng ta cũng đâu có giàu đâu. Không có nghĩa là có tài nguyên là giàu đâu các quý vị à. Đừng nghe nó tài nguyên lại ngon lành cành đào quá. Có tài nguyên rồi, có tài nguyên á thì không thể giàu, nhưng mà có nguyên á thì sẽ có thông tin nè. Đất nước có tài nguyên chưa chắc là giàu, nhưng mà có vào diễn đàn của nguyên là chắc chắn là sẽ có thông tin xốp dẻo hấp dẫn và chia sẻ cùng các quý vị đó, thấy không? Nhưng mà nói ở đây để cho cô chú anh chị em biết là đây cũng là cái bản tin khá vui cho người dân Nam Hàn, để họ biết là họ có những cái tài nguyên và đất nước họ thể phát triển, nó sẽ thúc đẩy cái nền kinh tế đất nước họ phát triển tốt hơn. Và bây giờ đó là bản tin liên quan đến Nam Hàn. Sẵn tiện Nguyên đang chia sẻ bản tin Á Châu, tiếp tục bản tin Á Châu đang sôi động, đó là giữa xung đột Philippines và Trung Quốc. Cách đây vài ngày thì Trung Quốc đã cáo buộc Philippines đã dùng tàu chiến đấu của mình nhắm súng, chĩa súng vào tàu tuần tra của Trung Quốc ở những khu vực tranh chấp. Gần đây nhất thì tàu Phi bị đang mắc kẹt, một chiếc tàu chiến đấu của Phi đang mắc kẹt. Đang bị kẹt, mắc kẹt ở chỗ đó. Mà hình như là cố tình mắc kẹt hay gì đó. Huy không biết điều đó. Chúng em cảm ơn Mạnh Thường Quân mới vừa hỗ trợ chương trình. Cảm ơn bà con, cô bác, anh chị em đến từ Đài Loan, Mạnh Thường. Thì các vị cũng biết là Philippines cỡ này mạnh tay với Trung Quốc lắm. Phi bây giờ mạnh lắm. Phi không giống như Phi xưa nữa. Từ thời mà ông Duterte đó là cựu tổng thống của Philippines đã không còn nữa. Thì ông Marcos này á, là tân tổng thống á. Thì cái đường lối chính trị ổng với Trung Quốc nó rất là rõ. Ổng không nhượng bộ Trung Quốc. Ổng còn thúc đẩy và xúi dục người dân của mình đến ở những hòn đảo mà ở. Ổng yểm trợ kinh tế và tiền bạc. Ổng còn thúc đẩy những tàu đánh cá của Phi ở đó. Rồi ổng thúc đẩy lực lượng quân đội cả dùng máy bay, phi cơ chiến đấu và hạm đội để mà bảo vệ hòn đảo của mình. Thì gần đây thì một cái chiếc tuần tra của Trung Quốc đang đi gần cái chiếc tàu của Phi đang bị kêu là bị kẹt. Thì ngay lập tức lực lượng của Phi thì họ chỉ có sợ Trung Quốc tấn công, nên là pháo đài của họ quay về cái hướng Trung Quốc thôi, chứ không có nã pháo. Ngay lập tức Trung Quốc đã cáo buộc là Phi đang có ý định tấn công và đang muốn thúc đẩy cuộc chiến tranh tranh chấp ở khu vực biển cả. Ngày hôm nay chính phủ của Phi đã lên tiếng bảo là chúng tôi không có làm gì hết. Trên những chiếc tàu chúng tôi đã có trang bị sẵn vũ khí, đây là chiếc tàu chiến đấu nên nó có vũ khí là chuyện bình thường. Các anh lợi quá gần chúng tôi, nên cái phản xạ tự nhiên của chúng tôi thì tất nhiên là binh sĩ của chúng tôi hay là pháo đài của chúng tôi trên đó nó phải nhắm vào hướng các anh thôi. Nhưng bởi vì các anh đến quá gần, và khi cái nơi này là chủ quyền của chúng tôi mà các anh không được quyền phép. Đây là bài phát biểu của phía bên chính phủ của Phi để nói chúng ta biết là tình trạng giữa Philippines và Trung Quốc đang cực kỳ là căng thẳng. Tình hình Biển Đông của chúng ta vẫn tiếp tục sôi động. Cô chú và anh chị em. Thì đó là cái sự việc để mà Nguyên nói là tình trạng ngày hôm nay ở khu vực tranh chấp Biển Đông của chúng ta nó cực kỳ là sôi động. Sẵn tiện đây thì chúng ta nói về chút xíu về Đài Loan. Hiện bây giờ thì chúng ta đều biết là với cái tân chánh phủ là ông Lại Anh Đức, với cái đường lối đi theo cái đường lối của bà Thái Anh Văn, có nghĩa là một cái đường lối có thể nói là cứng rắn, và một cái đường lối là không nhượng bộ Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền. Gần đây nhất thì ông Lại Anh Đức đã nói là nếu cần phải đàm phán, cần phải tìm một biện pháp ôn hòa để giải quyết giữa hai quốc gia, chúng tôi sẽ sẵn sàng. Nhưng tất nhiên là cái sự đó nó không có liên quan đến chủ quyền. Chúng tôi sẽ sẵn sàng ban giao với anh về kinh tế, buôn bán, vân vân. Nhưng nếu các anh vẫn cam kết về chủ quyền thì chúng tôi không đồng ý. Còn nếu các anh muốn thỏa thuận với chúng tôi để giải quyết những cái mấu chốt để không dẫn đến hai quân chiến tranh thì chúng tôi vẫn quan nghênh.
Thì đây là bài phát biểu của ông Lại Anh Đức để cho có nhiều người đặt câu hỏi rằng là giữa hai quốc gia có thể nói chuyện được hay không. Thì ông Lại Anh Đức nói được chứ, nói thì vẫn nói được. Trừ khi không có liên quan đến chủ quyền thì vấn đề khác chúng ta vẫn có thể đàm phán được, đặc biệt là vấn đề kinh tế phát triển, không sao cả. Nhưng nói về chủ quyền thì xin phép, chúng tôi là độc lập. Chúng tôi không phải là một tỉnh thành, cũng không phải là một thuộc địa gì của Trung Quốc cả. Cái lập trường này thì nó vẫn là một cái lập trường nóng trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau cái bài phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ, đó là ông Lloyd Austin ở tại cái buổi họp Shangri-La ở Singapore. Thì ông Lloyd Austin, ông ta nói nhắc cái gì? Ông ta nói là tất cả quốc gia đều có quyền, dù quốc gia nhỏ hay lớn, về vấn đề biển cả. Và tôi kêu gọi những quốc gia lớn mạnh đừng dùng vũ lực để uy hiếp những quốc gia khác. Ngày nào Mỹ còn tồn tại thì ngày đó trật tự an ninh Á Châu sẽ còn. Đó là cái câu phát biểu của ông Lloyd Austin, rất là cứng rắn, lập trường tuy rằng không nêu lên tên Trung Quốc nhưng nhắm thẳng mũi dùi vào Trung Quốc và lên án Trung Quốc là kẻ đang gây hấn, dùng quyền lực đất nước lớn ăn thiếp những quốc gia nhỏ ở tại nhiều khu vực khác nhau, ở tại khu vực Á Châu chúng ta. Và chúng ta đã thấy rõ, sau đó thì chúng ta đã thấy rõ Philippines đã có những hành động cụ thể cứng rắn hơn và nhiều quốc gia khác cũng đang làm tương tự như vậy. Cho nguyên nhắc nữa là Á Châu chúng ta sẽ là một cái tâm điểm mới tranh chấp trong tương lai. Cái điều này nó không tránh khỏi. Hiện bây giờ thì ai cũng đang chú tâm về Ukraine. Điển hình Nguyên là nói Ukraine mỗi ngày. Đúng không? Nhưng mà không bao lâu nữa, khi cuộc chiến tranh Ukraine nó sẽ lắng động lại, thì cái gì nó khởi đầu nó cũng sẽ có giai đoạn kết thúc thôi. Nó sẽ hết. Thì cái cuộc giao tranh hấp dẫn mà cả thế giới chú tâm, nó sẽ ở mặt trận Á Châu. Nên tại sao Nguyên nói với cái sự lãnh đạo điên cuồng của Tập Cận Bình, với sự lãnh đạo không thể đoán được của Kim Jong Un, thế giới nó khó hòa bình. Tuy rằng gần đây thì bác Nguyên ơi, bác cũng đâu có muốn nghe chiến tranh nữa đâu, bác muốn thế giới nó hòa bình. Thế giới nó hòa bình hạnh phúc biết là bao con. Cho Nguyên nói thật với các bác rằng là từ lúc mà con người chúng ta biết, có là biết là nhận thức biết đó, trước khi đó chúng ta theo khoa học á, chúng ta chưa phải là con người, là sự hiểu biết của chúng ta quá kém. Khi con người chúng ta biết thì hình như chưa bao giờ có một giây phút nào trên thế giới nó được hòa bình thực tế hết. Chưa bao giờ có. Vì con người chúng ta ai cũng có sự tham lam, tranh chấp, những cái quan điểm từ thời xa xưa đến bây giờ. Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy Ukraine và Nga đó, thực tế đó, cái cuộc chiến tranh nó vàng còn nó vô nghĩa, nó không có nghĩa lý gì hết. Nhưng Putin cũng khởi động một cuộc chiến. Vài năm nữa có thể Bắc Hàn cũng sẽ làm tương tự. Bây giờ ganh tị với Nam Hàn, sắp sửa khai thêm dầu hỏa và khí ga nữa. Sự ghen ăn tức ở đó, cái giàu sang của Nam Hàn, sự phát triển phồn vinh của Nam Hàn và thêm tài nguyên nữa, không biết là Kim Jong Un sẽ phản ứng như thế nào. Đó, cuộc đời đó là như vậy đó. Nên là khó biết lắm. Bây giờ kêu hòa bình thì cầu nguyện thôi. Các vị cầu nguyện thôi. Mà cầu nguyện các vị thấy đi tu còn không được yên mà. Tôi đi bộ tôi ôm nồi cơm thôi, mà các ông cũng đâu cho tôi yên đâu. Nên cuộc đời nó khổ lắm. Nó khổ lắm cơ. Người ta kêu là cuộc đời là bể khổ mà. Nên là qua cuộc đời là qua được bể khổ. Nó là trong cái giai đoạn con người là giai đoạn thử thách, giai đoạn phải chịu khổ, phải chịu thương đau. Chứ thực tế là cuộc đời có bao nhiêu người được hạnh phúc. Đây là bản tin liên quan đến khu vực Á Châu mà Nguyên muốn tâm tình chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Và bây giờ cho Nguyên chuyển sang qua những bản tin khác ở những khu vực khác, trước khi chúng ta đến những cái bản tin của Việt Nam. Cho Nguyên chia sẻ bản tin của Mỹ đi ha. Của Mỹ đi. Thì các vị cũng biết là vấn đề pháp lý của cựu Tổng thống Trump. Và sắp sửa đây thì người ta sẽ nêu lên những tội danh mà cựu Tổng thống Trump phải có thể bị ở tù, bị cái này, bị cái kia, mình không biết chưa rõ. Nhưng hiện bây giờ thì ông Chủ tịch Hạ viện của Mỹ, ông ta đã lên tiếng. Nếu trong những ngày kế tiếp họ công bố tội danh của cựu Tổng thống Trump, thì Hạ viện của Hoa Kỳ sẽ có hành động. Hành động. Hành động đáp trả, hành động này, hành động kia. Đây là một cái động thái do ông Mike Johnson, là Chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ, đang đứng lên tiếng nói để bảo vệ sự bất công trong cái tòa án thiếu sự minh bạch, thiếu sự công bằng, và thực tế là nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump vấn đề chính trị hơn là những vấn đề khác.
Và cái điều đó đây là lần đầu tiên một vị cựu tổng thống đã bị tội danh. Đây là cho thấy được là đất nước Mỹ đang ở trong một cái giai đoạn tranh chấp nội bộ chính trị nghiêm trọng. Và ông Mike Johnson đã bắt đầu lên tiếng. Tất nhiên là gần đây có nhiều tin đồn khác nữa. Nhiều tin đồn khác, nếu cựu tổng thống Donald Trump có thể bị ở tù, thì đất nước Mỹ sẽ xảy ra những sự nổi loạn. Điều đó, tất cả cái đó tất nhiên là Nguyên nói những thiết âm mưu, những bản tin đó thì các quý vị cũng nên thận trọng. Chuyện đó nó có thể xảy ra. Nhưng mà chúng ta cũng không nên quá chia sẻ những bản tin như vậy. Nó sẽ dẫn đến cái sự hoang mang trong đất nước của Hoa Kỳ và nó không tốt đẹp gì cả. Nhưng mà có một cái chuyện là từ đó tới giờ thì cựu tổng thống Donald Trump lúc nào cũng lên án TikTok hết. Lên án TikTok vì cho rằng TikTok là gián điệp và tình báo. Nhưng ngày hôm nay thì cựu tổng thống Donald Trump đã đăng ký trên TikTok. Nó mới chết chứ. Cỡ này Nguyên không biết là sao mấy ông lãnh tụ về khoái chơi TikTok quá. Đầu tiên là Tổng thống Joe Biden dẫn đến Tổng thống Pháp Macron, rồi đến ông Olaf. Bây giờ cựu Tổng thống Trump cũng chơi TikTok luôn. Adu. Đó là sao nhiều khi Nguyên nói với các quý vị là Nguyên sợ lắm. Một mặt thì Tổng thống Joe cho rằng TikTok là phải nên cấm. Bên Pháp cũng nói như vậy, ông Macron cũng nói như vậy, ông Olaf cũng là như vậy. Và cả luôn cựu Tổng thống Donald Trump cũng là như vậy. Bây giờ bốn ông này đều chơi TikTok hết, lập trang mạng xã hội TikTok hết. Chắc là Nguyên cũng chơi luôn quá. Nguyên cũng đâu có chơi đâu. Chắc là bây giờ mai mốt là Nguyên lắc lắc nhảy nhảy vậy nè đó. Nguyên hô hào lắc lắc nhảy nhảy vậy đó. Bây giờ tới mấy ông nói một đường, mấy ông làm một nẻo hết. Các quý vị đừng có ngạc nhiên. Các quý vị đừng có ngạc nhiên. Đó là chính trị là như vậy đó. Bởi vì có thể trong cái giai đoạn sắp sửa bầu cử, họ cần cái sự quảng bá, cần cái lá phiếu, cần cái sự ấy. Những cái gì họ nói trước với cái hành động kế tiếp nó sẽ thay trên lệch. Đó là chính trị các quý vị. Đó là chính trị. Nếu tại sao Nguyên nói á, trong cuộc đời của Nguyên á, Nguyên không đặt quá niềm tin cho mấy ông chính trị đâu. Ai nói thì nói. Họ làm tốt thì Nguyên khen ngợi tốt. Họ làm không tốt thì Nguyên nói không tốt. Chứ Nguyên tin họ thì Nguyên không đặt hết niềm tin đâu các quý vị à. Nguyên đặt 30% thôi. Bởi vì mình đặt quá nhiều niềm tin là mình sẽ tổn thương. Mình sẽ dễ bị lạc lõng lắm. Nên là khuyên các quý vị là đặt mấy ông chính trị cho ông 30% niềm tin thôi. 30%. Còn nhiều mình giữ lại cho mình. Nên đây cũng là một cái bản tin mà cũng khá là làm gây hoang mang cho cái quan điểm chính trị. Nhưng mà cái điều đó đối với Nguyên nó rất là bình thường. Nó rất là bình thường trên cả bình thường. Vì chính trị là người ta phải tìm sao cái lá phiếu bầu cử cho cái nhiệm kỳ sắp tới vào tháng 11. Thì cái đường nào quảng bá được thì người ta quảng bá. Đường nào mà quảng bá người ta cho là hữu hiệu được thì người ta sẽ quảng bá thôi. Cái điều đó để chúng ta thấy rõ được là chính trị nó còn có mâu thuẫn nữa. Nó còn có mâu thuẫn. Đó là bản tin liên quan đến cựu Tổng thống Trump mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các cô chú và anh chị em. Nói về Tổng thống Joe. Thì Tổng thống Joe sẽ không dự cái buổi họp ở tại Thụy Sĩ. Nguyên nhân và lý do thì không hiểu. Và cái người dự sẽ là bà Phó Tổng thống Kamala Harris. Sẽ dự cái buổi họp ở tại Thụy Sĩ sẽ diễn biến ra ngày 15, ngày 17 tây sắp tới đây. Trong cái hiệp định về hòa bình cho Ukraine. Không biết lý do tại sao mà bác Joe không đi. Có thể là do về sức khỏe. Tuy rằng bác Joe nó cái gì cũng khỏe, nhưng mà các quý vị cũng biết là cái điều đó thì chúng ta đều biết là nó không phải là sự thật. Nguyên nghĩ là bây giờ chỉ cần con nít 5 tuổi nó nhìn bác Joe, nói bác Joe ơi, bác không xong rồi. Nên là bởi vì có thể là vì sức khỏe nên là bác Joe sẽ không có dự trong cái buổi họp vào tháng 6 này và sẽ đại diện cho bà Phó Tổng thống. Và đặc biệt hơn nữa thì Trung Quốc sẽ không dự. Trung Quốc bây giờ đã trở mặt và không muốn dự. Đầu tiên Trung Quốc cho rằng sẽ gửi phái đoàn. Nhưng bây giờ sau khi cái sự xích mích bài phát biểu của Tổng thống Zelensky và chỉ trích rằng là Trung Quốc và Nga đã tạo ra cái áp lực với những quốc gia Á Châu và không cho những quốc gia Á Châu này tham gia. Thì Trung Quốc đã bắt đầu trở mặt. Trung Quốc bắt đầu trở mặt. Và Trung Quốc đã không muốn dự luôn. Không muốn dự luôn. Khi lúc đó Trung Quốc cho rằng là cái lời cáo buộc của Tổng thống Zelensky là vô căn cứ. Trung Quốc đứng trung lập, không xen vào, không đổ dầu vào lửa
và cũng không xen vào cuộc chiến tranh này. Trung Quốc hoan nghênh tất cả những cái quan điểm hòa bình, nhưng mà lời cáo buộc của phía bên Tổng thống Zelensky là vô căn cứ, và đưa ra một cái những cái lời ý kiến, lời nói phát biểu làm tổn thương đến danh dự nghiêm trọng của Trung Quốc, nên là Trung Quốc không muốn dự cái buổi họp sắp tới đây. Thì cái chuyện này nó cũng bình thường thôi. Sau khi Trung Quốc phát biểu không dự đó, thì chính quyền tiếng ngay lập tức. Chính quyền Joe Biden cho rằng là cái sự vô cùng đáng tiếc nếu Trung Quốc không dự, vì Trung Quốc có thể gánh trò không phải là cái quốc gia yếu kém. Trung Quốc là một quốc gia cường mạnh, và cái sự hiện diện của Trung Quốc nó sẽ giúp đỡ cho cái cuộc đàm phán trong tương lai, nó sẽ dẫn đến cái cuộc hòa bình thúc đẩy lẹ hơn. Đây là cái điều nối tiếc của phía bên chính quyền của Hoa Kỳ, họ muốn có sự hiện diện của Trung Quốc. Đáng tiếc là Trung Quốc đã bắt đầu giận lẫy rồi. Đầu tiên là đi, sao bây giờ là hết đi luôn rồi, giận lẫy hết đi rồi. Giận lẫy, giận không đi nữa, không tham dự nữa, tụi bay nói xấu tao, tao không chơi tụi bay nữa. Đó. Đây là bản tin liên quan đến cái buổi họp ở tại Thụy Sĩ của châu Âu về cái hiệp định hòa bình, và có những quốc gia đã có thay đổi quan điểm những giây phút cuối không tham dự, để cho các quý vị nắm rõ được tất cả những chi tiết nhỏ về sự việc này. Và bây giờ chúng ta chuyển sang qua bản tin gì đây ta? Bản tin của phía bên Pháp một chút xíu. Gần đây nhất thì các quý vị cũng biết là nước Pháp đã bắt ra một số lượng người, đặc biên là một người đầu tiên nhất mang quốc tịch Chechnya, với cái tội danh là tạo ra cái khủng hoảng và tính bị cái khủng bố. Tạo ra cái khủng bố ở tại Paris sắp tới vào ngày Thế vận hội Olympic. Sau khi đường dây được phanh phui thì chính phủ của Pháp đã bắt đầu đưa ra cái làn danh đỏ và bắt đầu xét kiểm duyệt những cái chuyến bay sắp tới đây. Có nghĩa là đất nước Pháp sẽ xét và lý lịch những người ra vào đất nước Pháp để bảo vệ tối đa cái sự an ninh trật tự cho những người sắp đến đây vào trong những ngày kế tiếp đến Paris để tham gia cái Thế vận hội Olympic. Nên là chính phủ của Pháp đã kích hoạt cái hệ thống an ninh tối đa và tình báo của Pháp. Hiện bây giờ Pháp đang điều động hơn 50.000 cảnh sát đến Paris để mà yểm trợ và trật tự an ninh. Pháp đang dời dẹp những cái nơi mà kêu là hơi phiền phức dân vô gia cư, ở những cái nơi mà có thể làm mất đi cái thẩm mỹ quan của đất nước Pháp trong những ngày kế tiếp nếu khách du lịch đến. Nên Paris hiện bây giờ đang khá là xáo trộn về vấn đề muốn bảo vệ an ninh tốt nhất có thể trong những ngày kế tiếp Thế vận hội sẽ diễn biến ra. Đây là bản tin nho nhỏ của Pháp mà Nguyên dành cho cô chú anh chị em ở tại đất nước Pháp, hay ai có ý định ghé Paris vào mùa hè để biết được thông tin cụ thể. Và bây giờ chúng ta chuyển sang qua bản tin của Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Chắc là các quý vị cũng biết cái bản tin quan trọng nhất ngày hôm nay của nay đó liên quan đến thầy Thích Minh Tuệ, mà ngày hôm qua Nguyên đã có một bài bình luận khá dài và chia sẻ cùng các quý vị khi thầy Thích Minh Tuệ đã bị chính quyền của Việt Nam chúng ta bắt và hiện bây giờ chưa biết thầy đang ở đâu, vẫn là một câu bí ẩn. Chỉ biết là thầy phải bắt buộc phải làm cái giấy căn cước chứng minh để chứng minh là người dân Việt Nam, sợ là không phải là người Việt Nam nên họ phải bắt buộc phải làm giấy chứng minh. Và bây giờ thì hiện bây giờ thầy vẫn là một cái bí ẩn, chưa biết thầy đang ở đâu. Có nhiều tin đồn, tin đoán thầy ở chỗ này và thầy ở kia, nhưng mà thực tế vẫn chưa biết thầy đang Thích Minh Tuệ đang ở chỗ nào cả. Có nhiều tin đồn ở trên xã hội đang loan tỏa ra khá là dữ dội. Nhưng mà trước khi đến thầy Thích Minh Tuệ thì người ta phải nói về những người đi theo thầy, đại tử của thầy. Đại tử thì không được, phải nói là những người đi theo thầy thôi, vì thầy chưa bao giờ nhận đại tử. Thì gần đây nhất có một đoạn video clip được loan tải trên mạng, đó là một cái nhóm người, 5 người đã từng đi theo thầy Thích Minh Tuệ đã vào trong một cái tiệm phở đó, và cho rằng là 5 người này đi ăn phở đấy. Họ đã loan tải trên mạng xã hội ngay lập tức sau khi thầy Thích Minh Tuệ đã bị bắt và thấy 5 người này vào tiệm phở. Thì người ta nói quen men, trời ơi, thầy mới Thích
Minh Tuệ mới bị bí bắt, không lẽ mấy ông này ông đi ăn mặn, ông đi ăn phở, ông đi bộ mấy tháng nay ông ngán cái gì? Ngay lập tức thì báo chí nó la lợi ngay trong tiệm phở và nó đặt câu hỏi cái người chủ tiệm phở rằng phải chăng năm người này đến ăn và họ phải chăng là họ ăn phở? Thì tiệm chủ tiệm họ đính chánh rằng họ đến tiệm phở nhưng họ ăn đồ chay. Họ đến tiệm phở, họ ăn đồ chay. Họ lấy bún phở, họ ăn với nước tương. Họ ăn đồ chay, họ đặt 5 món chay chứ không phải là 5 món mặn. Và họ nói về nhà, họ cũng ăn chay luôn. À, Trung Nguyên nói rằng nè, tại sao người ta đưa cái bản tin này? Bởi vì người ta muốn bôi nhọ danh dự của thầy Thích Minh Tuệ qua những hình ảnh như thế này. Và cho dù có 5 người này ăn mặn đi nữa thì cũng đâu có sao. Thứ nhất là họ tự đi mà. Họ tự đi và họ có quyền tự ngừng. Mình đi tu mình cũng tự được hoàn tục được mà. Bây giờ tôi không tu nữa thì tôi đi ăn mặn thì cũng có sao đâu. Nhưng cái điều tại sao những cái bản tin như vậy họ loan tải rất là lẹ, là mục đích chính là gì các quý vị? Bôi nhọ danh dự của thầy Thích Minh Tuệ. Họ bắt thầy Thích Minh Tuệ rồi, họ làm phá, họ làm khó dễ thầy rồi. Hiện bây giờ họ ép thầy không cho thầy đi và ép những người khác không được đi cùng thầy rồi. Nhưng họ cũng chưa thỏa mãn. Vì họ không dập tắt được cái danh dự của thầy. Họ không dập tắt được cái danh dự của thầy. Họ nhắm vào những người này, họ bịa đặt lên. Ồ, năm ông này ăn phở. Bây giờ Nguyên nói về năm ông này, ông không đi tu nữa, ông đi về nhà rồi. Thì ông ăn phở thì có sao đâu. Thì tôi không đi tu nữa, bây giờ không cho tôi tu nữa, tôi về nhà tôi ăn mặn. Ông ép tôi không cho tôi đi theo thầy nữa, thì tôi đi ăn mặn rồi có sao? Nhưng không, họ cũng phải đang, khi lúc đó họ đang không đúng sự thật. Và may mắn thay là báo chí họ đến tại nơi. Báo chí giống như báo Dân Chí, báo này báo kia, họ đến tại nơi cái tiệm, họ hỏi ông chủ. Thì ông chủ ông mới giải thích rằng mấy người này họ ăn chay. Đúng không? Cho Nguyên hỏi nè, bây giờ thầy chỉ là đi tu thôi, sao mấy ông phiền quá vậy? Đủ thứ tìm biện pháp bôi danh nhọ, danh dự của người ta hết. Bây giờ thầy Thích Minh Tuệ vẫn là một cái câu hỏi bí ẩn. Thầy hiện bây giờ đang ở đâu? Thầy có bị chính quyền Việt Nam làm khó dễ gì không? Chỉ biết là bị ép làm căn cứ rồi đó. Rồi bây giờ như thế nào? Trong tương lai thầy Thích Minh Tuệ ra sao? Tuy rằng báo chí công bố rằng là thầy Thích Minh Tuệ tình nguyện ngừng đi khắc thực. Có thật chăng là tình nguyện? Mà ngài Thích Minh Tuệ còn có đi nữa hay không? Cái đây là một cái câu hỏi mà hiện bây giờ hàng triệu người Việt Nam, nhiều chuyện giống như Nguyên bận tâm. Nguyên dùng nhiều chuyện là bởi vì Nguyên nhìn với một cái cách khách quan. Cái sự chứ Nguyên không có nhìn với một cái khía cạnh khác các quý vị. Nên là cái điều đó là cũng là một cái điều mà Nguyên thấy là khá là hấp dẫn mà chia sẻ cùng các quý vị. À, để cho các quý vị thấy rõ được là có nhiều sự việc như vậy. Họ tối đa, họ muốn bôi nhọ danh dự của thầy Thích Minh Tuệ. Và chưa xong đâu.